giao đại lễ mừng thọ xong. Ta cũng thắng hợp như quyết định ban đầu. Ta sẽ không nói ra bố, cha mẹ, đại biểu quốc gia. Thật khó lựa chọn. Phụ nữ càng đẹp càng biết cách lừa dối người khác. Thiên hạ thái cực, rõ đang. Công tử đi đâu? Ta sẽ đi theo công tử. Thiếu hiệp, người có muốn trở thành đệ tử Thiếu Lâm không? Minh giáo chi trung, diệt nguyên thất, phục Hán giang sơn. Ỷ Thiên kiếm là trấn bảo của Nga Mi. Minh giáo chi trung, diệt nguyên thất, phục Hán giang sơn.
khó lựa chọn. Đại nghĩa quốc gia thật khó lựa chọn.